Ronaldo ghi bàn, Anas vẫn thuộc mất siêu cúp Saudi vào tay Al Hilal. Mặc dù tỏa sáng với một bàn thắng nhưng Cristiano Ronaldo vẫn không thể giúp Anas tránh khỏi một trận thua đậm trước Al Hilal, thuộc khuôn khổ trận chung kết siêu cúp Saudi. Trận chung kết siêu cúp Saudi 2024 giữa Anas và Al An Hilal đã diễn ra vào tối 17 dạng sáng ngày 18 tháng 8 giờ Việt Nam với những pha bóng đầy kịch tính. Hai đội nhanh chóng nhập cuộc với lối chơi tấn công mạnh mẽ, Tạo ra một trận đấu đầy hấp dẫn và căng thẳng ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên, phải chờ đến cuối hiệp 1, khán giả mới được chứng kiến bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Phút 44, Cristiano Ronaldo đã thể hiện bản năng sát thủ với pha di chuyển thông minh và dứt điểm chuẩn xác từ quả căng ngang của đồng đội, mở tỷ số 1-0 cho Anna. Bàn thắng này đã tạo đà tâm lý rất tốt cho Anas bước vào hiệp 2. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ Anhilan đã cho thấy đẳng cấp và bản lĩnh của mình khi dâng cao đội hình tấn công áp đảo nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Kế hoạch của đội đương kim vô địch Saudi Pro League đã phát huy hiệu quả tối đa khi họ liên tiếp ghi được 4 bàn thắng chỉ trong vòng 17 phút, khiến Anas hoàn toàn sụp đổ. Phút 55, Sergei Milinkovic, Savic quân bình tỷ số 1-1 cho Anhilan với pha xâm nhập vòng cấm đầy bất ngờ. Chỉ 8 phút sau đó, Alexander Mitrovic đã đưa đội bóng của mình vươn lên dẫn trước với pha đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-1. Tiền đạo người Serbia tiếp tục tỏa sáng khi ghi thêm bàn thắng ở phút 69, đưa tỷ số lên 3-1. Đỉnh điểm của sự thất vọng cho Anas đến ở phút 72 khi thủ môn Bento phạm sai lầm nghiêm trọng để mất bóng vào chân Mancom. Tiền đạo của An Hilan không bỏ lỡ cơ hội dễ dàng, ấn định chiến thắng 4-1. Với kết quả này, An Hilan đã bảo vệ thành công danh hiệu vô địch siêu cấp Saudi. Trong khi đó, anna tiếp tục chuỗi trận đáng thất vọng khi không thể thắng đối thủ truyền kiếp của mình trong 6 trận liên tiếp